Bon Bon TV. Đại ca, con nhỏ đấy ngủ rồi. Gâu gâu, lại đây nào. Dụ nó ra. Được rồi. U là trời, kẹo đấy rồi, tuyệt thật đấy. Mau chuồn thôi. Hả? Hả? Lucky, 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 mày đâu rồi? Lucky. Đúng là đồ tham ăn mà. Hả? Mình xin nha, điêu điêu. Lucky, mau đuổi theo. Ơi, đâu rồi? Đuôi mày đúng là tốn cơm tốn gạo mà. Bọn kia đứng lại, trả kẹo đây. Mau mau, trốn tạo vào đây đã. Đẩy tao lên, đại ca ăn gì mà nặng thế. Nhanh lên. Đào quá, tránh ra. Cái thằng ngu này cộng mở thế kia mà mày không bảo tao. Em có để ý đâu, không để ý này. Ơ, đại ca, ở kia có một bể bơi. Chúa không phụ lòng ta mà. Yahoo. Trốn thôi. Hả? Tiếng gì vậy? Trông quen quen. À. Hey. À. Trốn kỹ thế mà nó cũng tìm ra. Trả kẹo lại cho tao, mau lên. Còn lâu nha. À. Đừng ném, đừng ném nữa. Ngạc nhiên chưa? Dừng lại mau. Rồi thôi. Nhện, dừng lại, dừng lại. Cứu tôi với. Cô gái có chuyện gì thế? Cảnh sát giúp tôi với. Có hai tên trộm đang trộm kẹo của tôi rồi bỏ chạy. Trông chúng như này này. Được, được. Trộm kẹo à? Cô yên tâm, chúng tôi sẽ bắt hai tên trộm đó trả lại đồ cho cô. Cảm ơn anh. Đừng làm tôi thất vọng đấy. Amanda, cô đã thấy gì chưa? Vẫn chưa thấy bóng dáng chúng đâu cả. Ở phía trước có hai đối tượng khả nghi kìa. Nhìn đó, dừng lại đi. Theo quan sát thì dáng vẻ và lọ kẹo kia trùng khớp với những gì cô gái đã khai. Đó chẳng phải là chó cơ và khỉ sao? Hành động. Mày ăn nhiều thế, đưa đây. Đại ca em ăn với. Đang bận, đừng làm phiền mà. Đã bảo là đang bận. Lại gặp nhau rồi, chó cơ. Ôi không, cảnh sát. Các anh đã bị bắt, đừng hòng. À, đứng lại mau. Đứng lại, đừng có chạy. Đố em bắt được anh. Đứng lại. Liều liều. Ôi à. Nhà Miên, đưa hai tay ra sau. Lên xe. Lỡ kẹo của cô nè. Cảm ơn hai người rất nhiều. Tạm biệt. Linh Trang, Amanda sôi động. Bon Bon, mọt sách. Hoàng, soái ca. Chucky, năng động. Harley Quinn. Và các diễn viên khác. La 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 la, la 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 la. Hình như có người bị hỏng xe. Xe bị sao thế nhỉ? Không kéo được. Có chuyện gì thế? Amanda, xe của tôi bị hỏng rồi. Không sao, tôi có đồ sửa xe. Để tôi đi lấy. Ok, tuyệt lắm. Ủa, đồ sửa xe đâu rồi? Mình nhớ là trong này có mà. Amanda. Đúng là đồ ngốc. Tạm biệt. Chìa khóa đâu nhỉ? À, nó đây rồi. Ôi, đầu của tôi đau quá. Hả? Xe của mình đâu rồi? Sao không thấy đâu? Mình phải đi tìm thôi. Amanda đi đâu mà lâu về thế nhỉ? Đi cả buổi rồi vẫn chưa thấy đâu. Ê, cái gì thế nhỉ?
hay là trộm, ta sẽ cho người ăn đạn. Đứng im, giơ tay lên. Ôi, định mệnh của đời tôi. Xin chào anh đẹp trai. Bắn tim cho anh nè. Chù, ôi trời ơi, chết tôi rồi. Anh nhận hết nhé, anh đến đây. Chào cô gái xinh đẹp, em là người mới à? Vâng, em là người mới, mong anh giúp đỡ. Em có món quà nhỏ. Ôi, tặng cho anh à, anh cảm ơn nhé. Anh mở đi. Ừ, anh mở nhé. Để xem quà gì nào. Chết tôi rồi, ôi, nó đâu rồi? Hắn ngất chưa nhỉ? Ngất rồi, sao mà thoát được bơm thối của ta? Hắn đi đâu rồi? À, đi rồi, sếp ơi, chờ em. Vừng ơi, mở cửa ra. Surprise! Cô là ai thế? Lại em đây mà đại ca. Em là khỉ đây, đại ca nhận em chưa? Đại ca, huynh đệ tốt. Đại ca. Đại ca, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Đi thôi. Ui, 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 đại ca, nhìn kìa, có người đến. Làm thế nào bây giờ? Để em nghĩ cách. Đây rồi, đại ca chịu khó tí nhé. Đây, anh vào đây. Ôi, ôi, mày làm cái gì tao thế? Ơ, anh ta vác gì mà nặng thế nhỉ? Chào, tôi đi trước nhé. Anh ta vác cái gì mà nặng thế nhỉ? Ê, để tôi vác giúp anh, để tôi làm cho. Này, để tôi vác cho. Ôi, không cần đâu, không cần thận mà. Không sao, cứ đưa cho tôi, đưa tôi vác giúp cho. Ôi, 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 ôi. Ôi, ôi, có chuyện gì thế? À, không sao. Hai, ba, lên. Không sao, tôi làm được, đi thôi. Ôi trời ạ, phải làm sao bây giờ? Cái tên đáng ghét này. Tên tên, cho người chết này. Ai gọi thế nhỉ? Âu, âu, đau chết ta rồi. Ok, tạm biệt, cái gì thế? Đại ca, chạy mau thôi đại ca. À, hai tên kia, đứng lại cho ta. À, đại ca, chạy đi. Ngươi đã bị bắt. Cửa sau mày nè, mở ra nhanh lên, nè nè. À, à, à. Thả bọn ta ra, thả bọn ta ra. Chào các bạn. Chào anh Sương. Chào đồng chí Sương. Lên xe đi bạn ơi. Chúng ta đi thôi. Ui da, nặng dữ vậy. Hả? Chết rồi, có cảnh sát. Làm sao bây giờ? Làm thế nào bây giờ? À, có cách rồi. Ôi, toát cả mồ hôi, may quá. Lên xe đi bạn ơi, lên xe đi, xe còn chỗ mà. À, không cần đâu, cảm ơn các bạn nha. Bạn ấy có chuyện gì vậy nhỉ? Mình thử xuống xem nào. Bạn ơi, lên xe đi, lên xe đi, chúng tôi chở bạn đi. Lên đi, lên đi. Lên đi, tôi cho bạn quá gian. Ờ, cảm ơn nha. Cảm ơn các bạn. Chúng ta đi thôi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Á, à, ui da, có chuyện gì thế? Trời ơi, khủng long kìa. Đóng cửa nhanh lên, đóng cửa. Chạy đi, nó đang tấn công kìa. Trời ơi, sợ quá. Đáng sợ quá, đáng sợ quá đi. Mở cửa ra, mở ra. Đứng lại, đứng lại. Có chuyện gì thế? Sao lại chặn đầu xe thế chứ? Tránh ra đi, có chuyện gì? Cho tôi lên xe với các bạn. Trời ạ, à, đi nhờ xe à? Lên đi, mau lên. Lên đi, mau mau. Tôi vào trong đây. Đến nơi rồi, xuống xe thôi nào mọi người. Đây là đâu thế nhỉ? Bạn có biết đây là đâu không? Hoan hô, hoan hô. Chào mừng các bạn đã đến với trại giam.
Đây là lệnh truy nã của hai kẻ đã vượt ngục vài ngày trước. Mở ra, thả tôi ra. Thả tôi ra. Ôi, 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 trời ơi. Cụ ơi, cụ có làm sao không? Tôi xin lỗi ạ. À? À, không sao, không sao. Cụ đi cẩn thận nhé. Tên tội phạm ranh mảnh đã lừa Amanda và cướp xe của cô nàng. Liệu hắn có chạy trốn được không? Hello, anh là... Nhìn đi. Chào đồng chí. Nhà tù đã được trang bị hệ thống bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Còn nhiều phòng lắm, tôi sẽ dẫn đồng chí đi hết. Này bạn ơi, đây là ai? Thả ra, thả ra. Im miệng, im miệng. Tên này là ai vậy? Đây là tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Cứu, cứu. Trật tự đi. Đi thôi, đồng chí. Ôi da. Ngươi dám. À. Tự do rồi. Hả? Báo động, báo động. Bé bé cái miệng thôi. À, trật tự. Ui, sao đánh tao? Mày dẫm vào chân tao, đồ ngu. Xin lỗi mà. Mình đi thôi. Tìm ngay Amanda về nhanh. Ok, sếp. Sói, bạn làm nhiệm vụ đi. Ở đằng kia. Đúng là xe của Amanda rồi. Đi theo tôi. David, Amanda đây rồi. Amanda. Joker chính là người cướp xe của em đó. Thủ phạm chính là Joker. Ok. Cảm ơn bạn nhé. À, à. Thả ra, thả chúng tôi ra. Các người có chạy đằng trời. Mình đi thôi sếp. Đến lúc hành động rồi. Thành công rồi. Hả? Tiếng gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Ôi, Chucky đâu rồi? Chắc chắn Chucky đã gây ra chuyện này. Báo động, báo động. À. Tự do muôn năm. Người định đi đâu? Hãy đỡ đòn của ta đây. Người nghĩ ta sợ chắc. Lẽ nào hắn có súng? Anh ơi, em xin anh tha cho em đi. Thế hóa ra là chú cứ đi thẳng, rẽ sang trái là ra ngoài. Cảm ơn đại ca, đi nhanh lên đi. Tên kia. Ờ, đội trưởng, em xin lỗi. Thả ra, thả ra. Tự do rồi.
Ai kia? Cứu tôi với, tôi đau bụng quá, cứu tôi. Bạn cố lên đi, tôi sẽ cứu bạn. Oh no. Ôi da, cố lên bạn. Bạn uống nước đi. Tôi cảm ơn bạn, bạn tốt bụng quá. Nhà thằng khỉ này giàu thế nhỉ? Bạn ơi, thật ngại quá, nhưng tớ đói quá. À, đợi tí, tớ lấy cho. Cảnh báo tội phạm truy nã. Trời ơi, làm sao bây giờ? À, đúng rồi, phải gọi điện báo cảnh sát. À. Trời ơi, nhà giàu có khác. Mình phải đi thó vài thứ mới được. Hả? Ai vậy ta? À, ba! Ôi da, mông của tôi. Cảm ơn bạn. Hello? Thiên địa ơi, đây là đâu? Định chạy đi đâu? nhưng không phải là khỉ. Khỉ đâu rồi? Cứu tôi với. Khỉ, sao bạn lại ở đây? Chắc khi đâu rồi, bắt lấy hắn. Đồ bội bạc, ta đối xử với người như thế, người dám lừa ta à? Phải gọi điện báo cảnh sát. Tôi sẽ áp giải hắn vào tù. Cảm ơn bạn khỉ, bạn đã làm rất tốt. À, không sao, đó là trách nhiệm của tôi mà. Bye bye. Nhiệm vụ bắt cóc hoàn thành, lên xe. Thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Ý, chói mắt quá. Của tôi. Không, trả cho tôi. À. Sói đâu rồi? Liêu liêu, sói ngất xỉu rồi. Hai người là ai vậy? Hả? Đây là đâu? Đây là đâu? Đây là đâu vậy? Có chuyện gì vậy? Mọi người nhìn kia. Các ngươi có 30 giây để thực hiện thử thách. Cái gì? Chơi trò chơi à? Trò chơi vớ vẩn, tôi không chơi. Các bạn cũng đừng chơi, đi về thôi. Hả? Là sao đấy? Sói có chơi không? Ta không chơi. Các ngươi sẵn sàng chưa? Ôi, chúng tôi sẵn sàng. Giỏi lắm. Cứ lùi ra đi, khỉ, đừng kéo tôi mà. Tên cảnh sát đâu rồi? Chìa khóa đây rồi, chạy mau. Anh lái xe nhanh lên, chúng đuổi theo rồi.
May quá, chúng ta đã chạy thoát.